sao nhỉ? Nhanh em chuẩn bị thi à? Thôi cứ bình tĩnh giật ra. Hai giờ chiều thi à? Các bạn thi sớm đấy. Các bạn lên ITV xem là được mà. Một giờ đi thi à? Các bạn, thế là hôm nay các bạn thi hết rồi đúng không? Thế là anh chưa để lúc hôm nay nhá. Các bạn thi hết rồi thì hôm nay anh chưa để lúc hôm nay nhá. Chưa, mai em đi thi nhá. Thi hết rồi đúng không? Ok. Các bạn mới vào thì thả tim lên chia sẻ like giúp anh à. Cho lên cho lên 2k tin được các bạn ơi. Chứ luôn nhá, đăng ký xuất phát sớm còn kịp không cả có nhá. Bạn nào muốn đăng ký xuất phát sớm gọi IB cho anh, thấy chưa? Hôm nay là ưu đãi 40% nhá. Tuần sau mới thi à? Buổi này có chiếu lại không? Có nhá. Nào, câu số 1 nào, múc luôn nhá. Câu 1 các bạn này. Tối thứ năm anh dạy xuyên đêm á, tối thứ năm anh còn bận đi date đây. Là sao mà dạy xuyên đêm được? Các bạn nào mình nhớ comment ăn xuống dưới nhá. Câu số 1 này. Câu 1 chọn gì nhỉ? Là câu 1 nhá. Đấy, câu 1. Người ta cho là giả sử cái thằng này đúng không? Giả sử thằng này là có một chất phóng xạ bị phân rã theo thằng này, đúng không nhỉ? Thấy chưa? Khối lượng vật đó tại thời điểm t bằng 0. Tại t bằng 0 đúng không? Đấy, t bằng 0 thì các bạn thay vào đây thôi nhá. Các bạn thay t bằng 0 vào đây thôi nhá. Được chưa? Đấy, thay t bằng 0 vào đây thì anh được gì đây? Đó chính là m của 0 đúng không? Thì bằng gì? Bằng 13 nhân với e mũ 0. E mũ 0 thì bằng mấy? Bằng 1, vậy là bằng 13. Được chưa? Nó bằng 13 đúng không? Vậy đáp án chính xác thì là na nhá. Được chưa? Là na. Câu số 2 nào. Tính đạo hàm của hàm số. Các bạn nào nhớ comment lại xuống dưới nhá. Các bạn thả tim cho anh nhá. Nào, câu này nào. Câu 2, tính đạo hàm bằng số này, đúng nhỉ? Vậy đạo hàm thằng này công thức là gì? Là u mũ n lấy đạo hàm đúng không? Thì bằng gì? Bằng n nhân với u phẩy nhân với u mũ n trừ 1. Được chưa? Vậy n là bao nhiêu đây? Là bao nhiêu đây? Là 10 đúng không? Là 10. Được chưa? Nhân với u phẩy x cụ 3 lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng 3x bình. Đúng không? Được chưa? Cộng này, 2x bình lấy đạo hàm thì bằng 4x. Được chưa? Nhân với u mũ n trừ 1 tức là x cụ 3 cộng với 2x bình mũ mấy? Mũ 9. Được chưa? Vậy đáp án chính xác này là đàn D nhá. Được chưa? Này đàn D được nhá. Ok chưa? Đàn D nhá. Câu này bấm máy được à? Đúng rồi, bấm máy được nhá. Nhưng mà lên học bản chất, được chưa? Lên học bản chất để lên lớp 12 ấy còn biết cách để các đạo hàm, được chưa? Nào, tiếp theo nhá. Câu số 3 nào. Cho hàm số e mũ 2x có đạo hàm là bao nhiêu? Được chưa? Hàm số e mũ 2x nhá. Được chưa? Đấy, vậy e mũ u lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng u phẩy đúng không? Nhân cho gì? Nhân cho e mũ u. Được chưa? Đấy. Bây giờ anh có công thức là gì? Y thì bằng là e mũ thì nhỉ? Đấy. E mũ 2x có đạo hàm là bao nhiêu? Nào. E mũ 2x lấy đạo hàm thì bằng gì? Thì bằng u phẩy đúng không? U phẩy là 2x lấy đạo hàm. Nhân cho e mũ u là e mũ 2x. 2x đạo hàm thì bằng 2. Nhân với e mũ 2x thôi nhá. Vậy đáp án chính xác là đáp án D đúng nhỉ? Đáp án D. D nhá. Được chưa? Câu tiếp theo nào. Chỉ bấm máy à? Ok nhá, bấm máy đúng không? Đấy, bạn nào thấy hay thả tim chia sẻ like cho anh nhá. Nào, bấm máy đúng không? Ví dụ như câu 2 nhá. Mượt rồi đúng không? Câu 2 mà các bạn quên công thức chẳng hạn, đúng nhỉ? Các bạn bấm cho anh. Nhớ chưa? Các bạn đấm gì? Các bạn nhập cho anh là d trên x. D trên x nhá, được chưa? Y. Cái chỗ này em cho x bằng x và trừ đáp án. Đáp án nào bằng 0 thì chính là đáp án đấy, nhớ chưa? Nhớ nhá. Đáp án nào bằng 0 thì chính là đáp án đấy, được chưa? Ví dụ, nào bấm là shift nhá, cái lúc tích phân là d trên x này. Được chưa? Nhập vào là x của 3 cộng với 2x bình mũ 10. Được chưa? Chỗ này là cho x bằng x nhá. Đấy, trừ này. Trừ đáp án. Ví dụ đáp án D là 10 3x bình đúng không? Cộng với 4x và nhân với x của 3 cộng với 2x bình mũ 9. Được chưa? Đấy, các bạn can số bất kỳ nhá. Được chưa? Can số bất kỳ. Được chưa? Ví dụ hôm nay là ngày sinh nhật người yêu cũ anh đúng không? Thì hôm nay là mùng 7 nhá. Được chưa? Sinh nhật người yêu cũ anh mùng 7 thì anh cho anh can là 7 đi bằng này. Được chưa? Đâu nhỉ?
Sao nó không ấy nhỉ? Từ từ nhá, để xem lại cái chỗ nào đây. Làm người cũ à? Từ từ nhá, bấm lại nhá, xem nào. Bấm nút chưa nhỉ? Bấm nút chưa đấy? Quê á. Không, xem lại đã, từ từ. Thi xong mới thấy à? Ơ, xong đấy nhỉ? Vừa bấm lại nhá. Đấy, ví dụ cho 1 chẳng hạn thôi. Đây, đây, đấy chưa? Cho số bé thôi, cho số to quá nó ấy đúng không? Nó ra bao nhiêu đây? 2,72 nhân 10 mũ trừ 6, đúng không? Đấy, nó ra cho số bé nhá, cho số to quá nó đấy. 2,72 nhân 10 mũ trừ 6, đúng không? Đây. 2,72 nhân đến 10 mũ trừ 6, được chưa? Vậy thì 10 mũ trừ 6, các bạn để ý nhá, nó lùi sau số 0, đúng không? Thì nó xấp xỉ là 0,000000. Đấy, được chưa? Đấy, 0,000, đúng không? 2,72 thì nó bằng 0 nhá. Được chưa? Thì ăn đi. Nhớ nhá, mình lấy cái số mũ trừ 6 này. Số mũ trừ 6 nhá, là được. Nhớ chưa? Đấy, tiếp theo là câu số 4 này. Cho số bé thôi. Nào, câu số bé. Câu 4 nhá. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình chữ nhật. Được chưa? Nào, đấy. SA thì vuông góc với đáy. Được chưa? Đấy. Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng ABCD là bao nhiêu? Được chưa? Nào, góc giữa đường thẳng SD và ABCD đúng không? Nào, góc giữa SD và ACD. Người cũ to quá. Ở kiểu số đấy to quá. Thế điểm nó không ra ấy, mình cho số to quá ấy. Được chưa? Nào, câu 4 là chọn gì nhỉ? 4 là các bạn, góc giữa SD và ABCD nhá. Được chưa? SA vuông góc với đáy thì SA vuông với gì? Vuông với AD. Được chưa? Vậy thì góc giữa SD đúng không? Và mặt phẳng ABCD thì nó chính là bằng góc giữa SD và gì? Và AD đúng không? Là cái cạnh nó vuông. Được chưa? Vậy góc giữa SD và AD chính là SDA. SDA nhá. Được chưa? Vậy đáp án chính xác là D. Câu tiếp theo nào. Câu số 5 nào. Một vật rơi tự do đúng không? Với vật chuyển động là S thì bằng 1/2 GT bình. Trong đó G thì bằng là 9,8 m trên giây bình phương. Cái này học từ lớp 10 đúng không? Vật lý lớp 10 học rồi nhá. Vận tốc tại thời điểm T bằng 4 giây là bao nhiêu? Được chưa? Vận tốc tại thời điểm T bằng 4 giây thì câu này bấm máy tính cho nhanh nhá. Bấm máy tính cho nhanh, nhớ chưa? Bấm máy tính luôn này. Được chưa? Bấm máy tính nhá. Các bạn sẽ nhập vào cái biểu thức đúng không? Là shift cái nút đạo hàm này. Đấy, nhập vào này, 1/2 GT bình thì G thì bằng 9,8 đúng nhỉ? Được chưa? Nhân với T bình là X bình này. Đấy, tại thời điểm T bằng 4 giây thì đây là 4. Bằng nhá. Bao nhiêu đây? 39,2 à? 39,2 đúng không? Vậy đáp án chính xác thì là đáp D nhá. 39,2 đúng nhỉ? Rất là nhanh đúng không? Đấy, câu này lên vào máy tính cho nhanh nhá. Được chưa? Vận tốc thì bằng gì? Vận tốc thì bằng, nhớ chưa? Vận tốc thì bằng quãng đường lấy đạo hàm. Được chưa? Quãng đường lấy đạo hàm nhá. Nó bảo tính A thì làm sao á? Tính A thì bạn đã đạo hàm ra xong rồi mới tính nhá. Câu số 6 nào, câu 6. Bạn nào thấy hay thì thả tim lên chia sẻ like giúp anh nhá. Bạn nào chưa follow ạ, follow nhá. Follow xong bật thông báo nhá, lúc nào anh like thì tiếp, được chưa? Câu số 6 nào. Anh bấm lại đi á, anh bấm rất là nhiều lần câu này đấy, thật sự luôn đấy. Đấy, bấm rất là nhiều lần luôn rồi. Cái câu này anh bấm đi N lần rồi. Cái bài toán này. Được chưa? Câu 6 nào, cho hình lập phương ABCD, A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy có cạnh bằng A, đúng không? Khoảng cách giữa hai mặt phẳng A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy và ABCD bằng bao nhiêu? Nào, khoảng cách giữa hai mặt phẳng. Đấy, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chính là gì đây? Nào, đây là hình lập phương nhá. Không có hình lập phương ở đây nhỉ. Nào, khoảng cách giữa hai mặt phẳng chính là gì đây? Đây, khoảng cách giữa hai mặt phẳng nhá, đây. Đây đúng không? Chính là cái gì đấy? Chính là chiều cao này. Đúng không? Chính là chiều cao này, đúng không? Chính là chiều cao gì đây? A phẩy. Hình lập phương thì có tính chất gì? Tất cả các cạnh bằng nhau. Được chưa? Vậy chính là bằng A. Đúng không? Khoảng cách chính là A phẩy nhá. Được chưa? Đấy. Tiếp theo là câu số 7 nè. Đạo hàm của hàm số Y thì bằng là căn của X bình cộng 3X cộng 2 là biểu thức có dạng là AX cộng 1 trên cộng 3 đúng không? Trên cho 2 lần căn của X bình cộng 3X cộng 2 khi đó A bằng bao nhiêu? Đấy, người ta hỏi A bằng bao nhiêu? Được chưa? Câu này thì quá dễ rồi đúng không nhỉ? Tính đạo hàm nhá. Nào, câu 7 chọn gì ạ? 7C à? 7 chọn gì các bạn nhỉ? Bạn nào thấy hay tả tim chia sẻ like cho anh nhá. Nào, câu 7 nè. Được chưa? Câu 7. Câu 7 đúng không? Đầu tiên các bạn tính đạo hàm ra. Căn của U lấy đạo hàm thì bằng gì đây? Nào, nó sẽ bằng là U phẩy trên cho 2 căn U. Nhớ chưa? Đấy, U phẩy trên 2 căn U nhá. Tương tự như vậy bây giờ. Được chưa? Nào, công thức nhá. Căn của X bình cộng với 3X cộng 2 lấy đạo hàm thì bằng gì? U phẩy nhá, tức là X bình cộng 3X cộng 2 lấy đạo hàm này trên cho 2 căn U là 2 căn của X bình cộng 3X cộng 2. Được chưa?
x bình lũy đoạn thì bằng gì? Bằng 2x. Đấy, được chưa? 3x lũy đoạn thì bằng 3. Và 2 lũy đoạn thì bằng 0, đúng không? Vậy chính là bằng 2 chia cho căn của x bình cộng 3x cộng 2. Bây giờ nó có dạng là gì? Nào, nó có dạng là ax cộng 3. Tức là nó bằng là ax cộng 3. Vậy a bằng mấy? A bằng mấy nhỉ? A bằng mấy đây? A bằng mấy? A bằng 2 đúng không? A bằng 2 nhá. Vậy là chính xác thì là C. Ok chưa nhỉ? Là C. Nhớ chưa? C nhá. Nhớ chưa? Câu 7 bấm máy được không á? Câu 7 bấm máy cho lâu ra. Câu 8 nào. Tập nghiệm của bất thực trình loga cơ số 2 của x lớn hơn gì đây? Loga cơ số 2 của 2x cộng 1. Câu nào cảm giác nó bấm máy nhanh thì anh hướng dẫn chứ? Chứ còn bấm máy lâu thì anh hướng dẫn làm cái gì, đúng không? Cho nó mất thời gian nào. Nào. Nè, câu này nào, nhớ là điều kiện gì? Điều kiện đúng không? Là cái biểu thức, đúng không? Biểu thức bên trong loga phải lớn không, tức là x sẽ lớn không. Được chưa? Còn 2x sẽ lớn không, đúng không? 2x lớn không. Nhá. Được chưa? Vậy từ đây suy ra là gì? Là x sẽ lớn không. Điều kiện đã, được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ phân tích này. Loga cơ số 2 của x lớn hơn loga cơ số 2 của 2x cộng 1 thì từ đây tương đương x sẽ lớn hơn 2x cộng 1. Các bạn chuyển vế sang, chuyển vế sang nhá. Được chưa? Chào bạn Khánh Đạt nhá. Anh có là trừ x sẽ lớn không? À lớn 1. Trừ x lớn 1 đúng không? Vậy từ đây tương đương x sẽ bé hơn trừ 1. X bé hơn trừ 1 mà điều kiện là gì? Điều kiện là x lớn không. Vậy câu 8 chọn gì nhỉ? Nào. Điều kiện là x lớn không mà đây là x bé hơn trừ 1. Vậy điều kiện là gì? Điều kiện là rỗng nhá. Được chưa? Vậy tập nghiệm của nó sẽ là rỗng. Được chưa? Bởi vì không có giá trị nào thỏa mãn. Đây, vẽ không. Các ông vẽ trục ra là biết nhá. Đây, điều kiện là x lớn không đúng không? Không đây nhá. X lớn không thì bỏ phần này đi. Mà thằng này âm 1 này, x bé hơn âm 1 đúng không? Nó là phần này. Thì chắc chắn là không có tổng nghiệm nào đúng không? Nó rỗng rồi. Hiểu chưa? Câu số 9 nào. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông. SA vuông có phải đáy. Người ta hỏi là đường thẳng thế này. À người ta hỏi là đường thẳng CD đúng không? Sẽ vuông góc với mặt phẳng nào sau đây nhá. Hiểu chưa? SA gần đấy đúng không? CD. Nào, CD góc phẳng này. CD nhá. Nào, SA vuông góc về đáy. Giờ câu 9 chọn gì? Nào, SA cái đấy. Vậy CD sẽ vuông cái gì đây? Các bạn nhỉ, câu 9 nè. Được chưa? SA vuông góc về đấy nhá. Đấy, vuông góc với ABCD đúng không? Được chưa? Thì từ đây mình sẽ là CD sẽ vuông cái nào? Thứ nhất, ABCD là hình vuông. Có tính chất ABCD là hình vuông nhá. Được chưa? Vậy ABCD là hình vuông thì anh có gì? Anh có ngay là AD đúng không? Vuông góc với gì? Người ta hỏi là CD đúng không nhỉ? CD đúng không? AD sẽ vuông góc với CD. Xong chưa? Tiếp theo mình có gì nữa? SA vuông góc với đáy. Thì mình có gì? Mình có SA cũng vuông góc với CD. Được chưa? Nó vuông góc với một cái đường mặt phẳng thì sẽ vuông góc với tất cả các cạnh nằm trong mặt phẳng đó. Được chưa? Vậy thì từ đây suy ra là CD sẽ vuông góc với gì? Vuông góc với SAD. Được chưa? Đấy, CD sẽ vuông góc với SAD. Vậy đáp án chính xác thì là đàn A nhé. Câu số 10 nào. Câu 10. Cho thể tích của khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng A. Câu 10 là 10 chọn gì nhỉ? Nào câu 10, được chưa? Tính thể tích khối lăng trụ nhá. Đây thể tích khối lăng trụ đây. Đấy, khối lăng trụ tam giác đều đúng không? Tất cả cạnh đều bằng nhau. Xong chưa? Vậy cạnh này bằng A đúng không? Cạnh này cũng A. A. Vậy thể tích khối lăng trụ là gì? V. Nó sẽ bằng gì đây? Bằng diện tích đáy và nhân cho chiều cao. Chiều cao là bao nhiêu đây? Chiều cao là bằng A. Được chưa? Đáy ở đây là gì? Diện tích đáy, đáy là tam giác đều. Vậy công thức tính diện tam giác đều là gì? Nó chính là bằng cạnh bình phương nhân cho căn 3 trên 4. Được chưa? Công thức tính diện tích tam giác đều nhá là cạnh bình phương nhân cho căn 3 trên 4, hiểu chưa? Vậy đó chính là bằng gì đây? Nó sẽ bằng là a ngũ 3 căn 3 trên 4. A ngũ 3 căn 3 trên 4 nhá. Vậy là chính xác là đàn B, hiểu chưa? Câu số 11 à. Bạn nào chưa follow bạn follow nhá. Bật thông báo thì lúc nào anh like phát nó hiện luôn, hiểu chưa? Bạn nào muốn đăng ký khóa học xuất phát sớm lớp 12 thì IB cho anh nhá. Hôm nay nhân dịp sinh nhật người yêu cũ thì anh giảm giá 40% khóa học nhá. Học full từ giờ đến năm sau luôn, hiểu chưa? Nào, câu số 11. 11 nhá. 11. Câu 11 là các bạn ơi. Nè. Hôm nay em mới để lại xong à. Câu 11 à. Đấy, 11 nhá. Anh hướng dẫn các bạn làm này, lý thuyết luôn nhá. Nhớ nhá. Nó cắt trục OI đúng không? Cắt trục OI thì sao? Nào, cắt trục OI sao? Thì đây là hàm gì? Hàm số mũ, nhớ chưa? Đấy, hàm số mũ nó có dạng là gì? Y bằng A mũ X, nhớ chưa? Còn ví dụ nó cắt ở đây này. Ví dụ nhá, nói ví dụ thôi, cắt ở đây thì là gì? Là hàm số logarit. Nhớ chưa? Đấy, anh giảng thêm lý thuyết nhá. Thì bây giờ loại đáp án gì? Loại đáp án B và đáp án A luôn, được chưa? Bởi vì đây nó cắt trục OI đúng không? Cắt OI thì là mũ rồi nhá. Được chưa? Bây giờ cái đồ thị này đang có xu hướng là đi xuống, đúng không? Nó đang có là xu hướng đi xuống thì sao đây? Nào, đi xuống thì sao? Đi xuống thì nó nghịch biến, đúng không?
Nghịch biến thì sao? Nào nghịch biến thì sao? Thì sao nhỉ? Thì cái cơ số A phải từ từ 0 đến 1, đúng không? Đấy, từ 0 đến 1. Được chưa? Vậy đáp án chính xác này là đáp án D nhá. Đấy, 1 phần 3 đúng không? Thì làm từ 0 đến 1. Được chưa? Còn đi lên thì nó đồng biến. Đi lên đồng biến thì cơ số A lớn hơn 1. Hiểu chưa nhỉ? Ok chưa? Thấy dễ không? Đấy, điều chiều đi thi mà có câu này nhá. Thì các bạn về feedback lại cho anh nhớ chưa? Đấy, câu số 12 nào. Câu 12 nhá. Câu 12. Được chưa? Câu 12 nào. Câu 12 nào. Anh giản lại câu 10 nhá. Câu 10 thì em xem lại nhá. Được chưa? Anh qua tận câu 11 rồi còn anh giản câu 10. Tính đạo hàm của số y thì bằng sin x cộng cos x. Nào. Sin x cộng cos x đúng không? Tối anh có like không á? Anh xem đã. Tối là sợ bận đi date đây. Nào, sin x lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng cos x. Đúng không? Vậy cos x lấy đạo hàm thì bằng gì? Thì bằng trừ sin nhá. Vậy đáp án chính xác đây là đáp án C nhớ chưa? Đấy, nhớ nhá. Sin lấy đạo hàm thì bằng cos. Còn cos thì lấy đạo hàm thì bằng trừ sin nhớ chưa? Phải đáp án C nhá. Đấy, đáp án C. Câu số câu về xác nhận đúng sai nào, đúng sai nhá. Đúng sai nhớ chưa? Bạn nào chưa đăng ký kênh bạn đăng ký kênh ủng hộ anh nhá. Nào đúng sai. Cái này đúng sai nhá, được chưa? Đúng sai, câu số 1 à. Câu 1, được chưa? Anh đi date người cũ. Anh đi date bạn thế giới. Nào câu 1 à. Xem nhá. Được chưa? Câu 1. Đấy, người ta có đây. Nào mình sẽ xem nhá. Câu 1 đúng hay sai? Nào câu 1 à. Yeah, đúng à. Là các bạn comment à, đúng hay sai? Câu 1 à. Đúng hay sai? Anh có mở lớp học không? Có nhá. Bạn nào muốn đăng ký suất sớm gọi IP cho anh. Được chưa? MU lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng U phẩy nhân với MU. Nhớ chưa? Đấy, bây giờ các áp dụng công thức vào thì nó bằng gì? Nó sẽ bằng là x mũ 3 cộng với 3x cộng 1 lấy đạo hàm nhân cho E mũ x mũ 3 cộng 3x cộng 1 đúng không? Vậy x mũ 3 cộng 3x cộng 1 lấy đạo hàm thì bằng gì? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Nó sẽ bằng là 3x bình đúng không? Cộng cho 3 nhân với E mũ x mũ 3 cộng 3x cộng 1. Vậy ý này đúng hay sai? Ý này đúng. Được chưa? Ý này đúng nha. Ok rồi nhỉ? Ý này đúng. Yeah. Câu B nè. Câu B. Phương trình tiếp tuyến. Nào phương trình tuyến nhá. Câu B nè. Phương trình tiếp tuyến. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm khoảnh độ có x0 bằng 0. D thì bằng là gì đây? 3 đúng không? Nhân với EX thì E mũ x à? Hay là EX nhỉ? EX đúng không? Cái này là EX đúng không nhỉ? EX đúng chắc là đề là EX luôn. Được chưa? Trừ cho E. Đúng không nhỉ? Nào phương trình tuyến nhá. Tại điểm có khoảnh độ là x0. Đấy, được chưa? Vậy phương trình tiếp tuyến nó có dạng là gì? Nào, phương trình tiếp tuyến có dạng là gì đây? Nó có dạng là gì? Nào, y nhá. Được chưa? Nó có dạng là gì? Y thì bằng là f phẩy của x0 nhân cho x trừ x0 và cộng cho f của x0. Được chưa? Vậy x0 cho mày này bằng 0 đúng không nhỉ? Vậy nó bằng gì đây? Nó sẽ bằng là f phẩy của 0 nhá. Nhân với gì đây? Nhân với x trừ 0 và cộng cho f của 0. Xong chưa? Đấy. Rồi, thì bây giờ f phẩy của 0 đúng không? Bài thực tế á. Bài thực tế anh dạy rất là nhiều rồi nhá. Đấy, bài thực tế anh dạy rất là nhiều rồi. F phẩy của 0 thì các bạn sẽ thay gì đây? Sẽ thay y phẩy của 0 vào đây. Hiểu chưa? Đấy, thay y phẩy của 0 đây. Thay vào nhá. Là bao nhiêu đây? Là bấm máy tính cho nhanh nhá. Được chưa? Bấm máy tính cho nhanh. Anh nhập là E mũ x của 3. Những cái dạng phương trình tuyến này thì các bạn lên bấm máy tính cộng với 1 nhá. Được chưa? Cái chỗ này các bạn cho bằng 0 cho anh. Nhờ 0 này bằng này 8,15 đúng không? Ừ, số nó hơi lẻ nhờ. Đấy, số nó hơi lẻ đúng không? 8,15. Nó hơi lẻ một tí nhá. Thôi mình thay không ở đây đi. Nó lẻ quá đúng không? Nó sẽ bằng là 3 này nhân với E. Đúng nhỉ? 3E đúng không? Chắc nó là 3E rồi. Được chưa? Tương tự như vậy. Nhân với X trừ 0 cộng với F của 0 thì các bạn thay không ở đây. Thay không ở đây nó bằng E mũ 1. Vậy nó chính là bằng 3EX cộng cho E. Đúng nhỉ? 3EX cộng cho E nhá. Vậy B đúng hay sai? B sai. Được chưa? Phải là cộng đây nhá. B sai. Được chưa? B sai nhá. Câu số tiếp theo là câu số C. Phương trình y phẩy bằng 3E nhân với x bình cộng 1. Được chưa? Đấy. Có nghiệm duy nhất. Vậy cái này đúng hay sai? Nào câu C. Xem là nó có đúng là có nghiệm duy nhất hay không nhá. Được chưa? Nào. Đấy. Câu D thì là câu hơi vận dụng một tí nhá. Được chưa? Có nghiệm duy nhất. Vậy mình có y phẩy là bao nhiêu đây? Nào. Y phẩy ấy thì bằng là 3x bình cộng 3 nhân với e mũ x của 3 cộng 3x cộng 1 đúng không? Vậy y phẩy nhá, người ta cho là bao nhiêu đây? Là bằng này. Tức là 3e nhân với x bình cộng với 1 thì bằng là 3x bình
cộng 3 này nhân với e mũ x của 3 cộng 3x đúng không, cộng 1. Các bạn sẽ chia cả hai vế cho x bình đi, chia đi, thành còn lại là 3 này nhân với e, chia hết đi, chia hết đúng không, nó còn là e này thì bằng là e mũ x của 3 cộng với 3x cộng 1, xong chưa? Đấy, thầy có dạy lớp 12 không? Có em, được chưa? Vậy e này e mũ mấy đây? E mũ 1. Đấy, được chưa? E mũ 1 đúng không? E mũ 1 thì các bạn cùng gì đây? Nó cùng số mũ rồi, nó cùng cơ số rồi, các bạn cho hai thằng mũ bằng nhau thôi. Vậy từ đây tương đương là 1 thì bằng gì đây? X mũ 3 cộng với 3x cộng 1, đúng không? Vậy rút gọn 1 đi, thành được là x mũ 3 cộng 3x thì bằng bằng 0, được chưa? Vậy mình rút x ra, trong nó còn là x bình cộng 3. Ok chưa nhờ? X bình 3 nó bằng 0. Vậy từ đây mình sẽ được nghiệm duy nhất, nó chính là x bằng 0. Còn cái thằng phương trình này nó vô nghiệm nhá. Phương trình này nó vô nghiệm rồi. Vậy đúng là phương trình này có nghiệm duy nhất không? Khẳng định này đúng hay sai nhỉ? Nào, khẳng định đúng hay sai, chào mình Hùng nhá. Cái đúng hay sai đây? Nào, cái này đúng hay sai? Cái này đúng nhá, có nghiệm duy nhất. Được chưa? Đúng nhá. Được chưa? Giảm nhanh quá không hiểu á. Đấy là bạn mất gốc rồi. Được chưa? Mất gốc rồi, câu này dễ mà. Xong chưa? Ok chưa? Câu D nhá. Câu D nhá. Sao lại vô nghiệm mà em bấm máy tính nhá. Bấm máy tính là sẽ ra vô nghiệm, được chưa? Bấm máy tính là sẽ ra vô nghiệm rồi. Nhá. Thầy giải một bài khoảng cách nhá, khoảng cách vừa nãy rồi em. Nào. Câu D nhá. Câu D. Câu D là các bạn. X bình cộng 3 luôn lớn 0, đúng rồi. X bình cộng 3 luôn 0. Sao không bấm máy à? Bấm máy thì cũng được thôi, được chưa? Các bạn cầm bấm máy không? Bấm máy câu này nhá. Có phát lại không à? Thôi bạn nào biết thì bạn trả lời giúp anh nhá. Được chưa? Suốt ngày các bạn ấy hỏi là có phát lại không. Nói chung là anh Nguyên trả lời mấy câu đấy cũng mệt đấy. Lai là bạn ấy cũng hỏi là có phát lại không. Được chưa? Nào, anh sẽ hướng dẫn nhá. Bấm máy nhá. Các bạn nhập cái gì đây? Các bạn nhập cái biểu thức này vào đúng không? Các bạn nhập y hay cái biểu thức này vào, đúng nhỉ? Nhập vào nhá, y phẩy là bao nhiêu đây? Y phẩy là cái thằng này đúng không? Là 3x bình cộng cho 3. Đấy, được chưa? Nhân với gì? Nhân với e mũ. Ở cái đề này anh thấy không có xác suất nhỉ? Ở đề này không có xác suất đúng không? Đấy, được chưa? Được chưa? Đề không có xác suất nhỉ? Bằng này 3e đúng không? 3e. Thấy cái đề này không có xác suất chắc là không học hay sao ấy. Được chưa? Đấy, thấy chưa? Câu B là sao á? Câu B là sao thì em xem lại nhá, được chưa? Thông chưa? Rồi đến đây nhá. Các bạn sẽ đi phân tích cho anh, được chưa? Nào phân tích ta. Các bạn nhấn Shift Zone này. Các bạn cho x một giá trị bất kỳ nhá, được chưa? Anh ơi thì mình có xung khắc á, xung khắc thì em xem lại phần lấy gốc của anh nhá, được chưa? Đấy, xem lại phần lấy gốc cho anh, được chưa? Bằng như đây. Nào. Xem nó ra nghiệm nhá. Cho một giá trị bất kỳ nhá, chưa? Cái nghiệm này nhớ là cho một giá trị bất kỳ nhá. Nghe chưa? Xem lại đâu à, đừng có spam comment khổ lắm cơ. Cứ spam comment thôi. Bao nhiêu đây? Các bạn nhìn chưa? Thấy gì đây? Thấy nghiệm x bằng 0 chưa? Đấy, hiểu chưa? Đây nhá, nó chỉ có mỗi nghiệm x bằng 0 thôi, nhớ chưa? Đấy, được chưa? Có mỗi nghiệm x bằng 0 thôi nhá. Bạn comment một lần thôi, bạn comment chục lần nữa. Được chưa? Không có ý thức gì hết. Xong chưa? Tiếp nhá. Nào, tiếp. Bây giờ người ta yêu cầu là câu số D này, câu D. Biết đâu là có hai nghiệm mà. Có hai nghiệm thì em tìm ra, được chưa? Nào, câu D nhá. Có 6 giá trị nguyên đúng không? Để cái bất phương trình này nhá. Đúng nhỉ? Đấy, để bất phương trình này có nghiệm đúng. Được chưa? Đấy, bài toán có nghiệm đúng nhá. Với mỗi x thuộc R. Đấy, bạn xem là đúng, có đúng là 6 nghiệm không? Được chưa? Đấy. Nào, câu 6 nhá. Bây giờ câu D nào. Bây giờ y phẩy đúng không? Y phẩy là bao nhiêu? Là 3 x bình đúng không? Cộng với 3. Đấy, nhân với gì? Nhân với e mũ x của 3 cộng với 3 x cộng với 1. Đúng không? Đấy, sẽ lớn bằng gì đây? 2m nhân với e 2mx đúng không? Nhân với e mũ x của 3 cộng với 3 x cộng 1. Xong chưa? Các bạn rút gọn cái này đi cho anh. Rút gọn đi nhá. Đấy, được chưa? Vậy từ đây có gì đây? Thật thì nhiều bạn hỏi cô Vuji thật sự luôn ấy, x của 3 này lớn bằng đây 2 mới. Mấy bạn này như kiểu là ở lớp ấy không chịu học hay sao ấy, mất gốc hết. Xong chưa?
Đấy, đến cái câu này nhá, bạn hỏi là đến câu này đây, đến đến chỗ này rồi bạn còn hỏi là tại sao lại là bằng không được vậy. Đấy, đến cái chỗ này vẫn còn hỏi thì anh cũng không biết là trả lời như nào nữa, kiểu mất gốc luôn đấy. Xong chưa? Được chưa? Rồi thì từ đây nhá, tương đương nào. Thành có gì đây? Thành còn là 3x bình cộng với 3 chia cho x đúng không? Sẽ lớn bằng 2m. Xong chưa? Đấy, với điều kiện là gì? Là x phải lớn không nhá. Thì mình chia, mình không đổi dấu, được chưa? Xong chưa? Thì anh gọi thằng này là fx đi. Bây giờ mình sẽ xét là để xem là cái bất phương trình này nó có nghiệm đúng hay không ấy, được chưa? Nào để xem là bất phương trình này có nghiệm đúng hay không với mọi x thuộc R thì các bạn sẽ bấm máy tính cho anh nhá. Được chưa? Bấm máy tính cho anh. Nhớ chưa nhỉ? Đấy, bấm máy tính nhá. Bấm máy tính cái chỗ này cho anh, nhớ chưa? Thì các bạn đi vào thì các bạn tao tay vào le. Đấy, đối với trường hợp là x lớn không nhá. Còn nếu mà trường hợp mà x bé hơn không thì anh có gì? Nếu mà x bé hơn không đúng không? Thì chia nó phải đổi dấu. Nhớ chưa? Đấy, thì anh có là gì? Là 2m sẽ bé hơn bằng 3x bình cộng với 3, đúng không nhỉ? Chia cho x. Nếu mà trường hợp là x âm nhá. Còn trường hợp x dương đây, bấm máy tính à. Ý này đúng không? Mấy giá trị các bạn? Các bạn làm rồi đấy, ý này có mấy giá trị đây? Nào, menu nhá, các bạn chọn 8 này. Đây là 3x bình cộng 3 trên cho x đúng không? Đấy, các bạn cho từ, các bạn cho nhá, là từ trừ 5 đến 5 đi nhá, được chưa? 5 đến 5 đi. Đấy, được chưa? Xong chưa? Xem nhá, nào. Ủa vậy hai trường hợp à? Bởi vì là mình chưa biết đúng không? Mình chưa biết x thì mình phải lấy ra nhá. Xem là cái giá trị nào, được chưa? Đấy, nhìn đây. Cái giá trị này nó tăng dần đúng không? Với mọi x thuộc R. Thì bạn thấy ý này, khi mà từ nhá, tính từ 0 đúng không? Mình lấy từ 0. Được chưa? Thì nó min nó là bằng 6. Đấy. Min bằng 6 đúng không? Cái giá trị này mắc nó tiến ra vô tận này. Được chưa? Giải tay nhá, giải tay thì các bạn lại chưa học đến hàm số. Khổ lỗi là các bạn lại chưa học đến hàm số cơ. Câu này thì cho hơi quá nhỉ? Các bạn học đến hàm số thì hay. Câu này cho hơi quá thật. Đấy, câu này cho hơi quá. Bởi vì nếu mà câu này mà làm ấy thì đã nên phải xét theo hàm số cơ. Tính delta nữa. Câu này nếu mà theo xét hàm số thì ok hơn đấy. Vẽ phải bằng vân thức ấy, đúng rồi nhá. Tôi xét vậy nào. Bây giờ anh có cái thằng này đúng không? Mình rút ra được là 3x bình cộng cho 3 này sẽ lớn bằng 2 mới. Chuyển vế sang nhá, tương đương này. Anh có là 3x bình cộng với 3 trừ 2 mới sẽ lớn bằng 0, được chưa? Vậy để nó gì đây? Để nó có nghiệm đúng với mọi x thuộc R nhá. Thì mình có gì đây? Là cái biểu thức này luôn lớn 0 đúng không? Tức là biểu thức này luôn lớn bằng 0. Luôn lớn bằng 0 khi nào? Khi là cái phương trình này nó vô nghiệm. Được chưa? Nó vô nghiệm nhá. Được chưa? Vậy để phương trình này vô nghiệm khi nào? Khi là delta phải bé hơn 0. Nhớ chưa? Này, vậy tương đương. Nào, tương đương. Thành có ngay là m bình này trừ cho 3 nhân 3 bé hơn 0. Được chưa? Vậy từ đây tương đương này. Là anh có là m bình trừ 9 sẽ bé hơn 0. Được chưa? Vậy thì m sẽ bé hơn 3 và lớn hơn 3 nhé. Bằng 0 á? Bằng 0 thì lại không được. Xem bằng 0 được không nhé. Bằng 0 được không? Bởi vì biểu thức này có thể bằng 0 được đúng không? Bởi vì lớn được bằng, có thể bằng được, đúng nhỉ? Bằng được đúng không? Bằng được nhé. Bằng được đúng không? Bởi vì là cái biểu thức này nếu mà lớn 0 thì không được đúng nhỉ? Với mọi x thuộc R. Được đúng không? Được đúng không? Nào xem nhé. Là m bao nhiêu giá trị đây? Trừ 3 này, trừ 2, trừ 1, 0, 1, 2 và 3. Được chưa? Sao lại cần vô nghiệm á? Bởi vì là cái biểu thức bậc 2 đúng không? Luôn lớn bằng 0 thì bắt buộc cái phương trình này vô nghiệm. Còn nếu mà nó có nghiệm đúng không? Thì cái phương trình này sẽ không luôn lớn bằng 0 được. Hiểu chưa? Nếu mà có nghiệm nhá thì nó sẽ không luôn lớn bằng 0 được. Thế nên là bắt buộc nó phải vô nghiệm. Thì nó mới gì đây? Nó mới lớn bằng 0 được. Vô nghiệm hoặc có nghiệm kép nhá. Có nghiệm kép cũng được nhá. Bởi vì cái biểu thức này có bằng 0 đúng không? Có dấu bằng đây. Nếu mà cái dấu này là dấu lớn hơn thì không được nhá. Vậy là có bao nhiêu giá trị đây? Có 7 giá trị đúng không? Cái này sai.
Câu số 2 nhé, câu 2, đạo hàm. Câu 2 này. Được chưa? Câu 2 nhé, tính đạo hàm này. Tối có like quá, anh không biết được. Tối sợ bận đi date đây. Là câu A, đúng hay sai? Câu A này. Câu A đúng hay sai nhỉ? Len, len của U nhé. Len của U lấy đạo hàm thì bằng gì? Bằng U phẩy trên U. Nhớ chưa? Thứ nhất là hàm số có tập xác định là từ trừ 1 đến dư vô cùng. Cái này đúng hay sai? Cái này sai đúng không? Sai nhá. Sai nhá, được chưa? Sai. Nó phải là gì? Nó phải là từ 0 đến dư vô cùng. Nhá, nó phải là 0 đến dư vô cùng. Bởi vì các bạn xét hai cái thằng này đều lớn không thì mình sẽ lấy thằng lớn hơn. Được chưa? Bài em đi thi à? Ok, chúc bạn thi tốt nhá. Tiếp theo, F phẩy thì bằng 1 trên x trừ 1 này. Cái đúng, đúng không? Đúng. Công thức rồi nhá. Được chưa? Tiếp theo đoạn C, phương trình F phẩy bằng 1/6 có tổng các nghiệm bằng -1. Nào các bạn giải ra. 1 trên x trừ với 1 trên x cộng 1 thì bằng 1/6. Được chưa? Từ đây mình quy đồng lên thì là x cộng 1 trừ cho x thì bằng gì đây? À 6 lần nhá. Được chưa? Thì bằng gì đây? Bằng x này nhân với x cộng 1. Xong chưa? Quy đồng lên. Tương đương nhá, là tương đương. Tương đương nhá. Bây giờ mình sẽ nhân vào đúng không? X là hết này, còn là 6 thôi. Vậy chính là bằng x bình cộng x. Đúng chưa? Vậy tương đương. Anh gọi là x bình cộng x trừ 6 thì bằng 0. Người ta hỏi là gì đây? Có tổng các nghiệm bằng -1. Tổng các nghiệm đúng không? Tổng nhá. Tổng thì bằng gì? Theo VS. X1 cộng x2 thì bằng gì? Bằng trừ b trên a. Trừ b trên a đúng không? Vậy nó bằng trừ 1. Đúng hay sai? Cái này đúng nhá. Được chưa? Cái này đúng. Được chưa? Đúng. Câu A lại sao thế á? Câu A học từ cái gì? Câu A học từ kỳ 2 rồi đúng không? Sai á. Từ từ đã xem nào. Tổng các nghiệm bằng trừ 1. Từ từ nhá. Để xem anh nhân đúng chưa đã. Sáng thầy em chữa sai á. Từ từ đã. Để xem anh nhân đúng chưa. Quy đồng lên nhá. Quy đồng lên đúng không? Giải ra hai nghiệm thì loại một cái mà. Nhưng mà theo áp dụng theo VS mà. À từ từ nhá, tổng các nghiệm đúng không? Ừ, nó còn điều kiện nữa nhỉ. Nhưng mà theo biết là theo VS rồi nhưng mà còn điều kiện nữa. Cần điều kiện nữa đúng không? Điều kiện ở đây. Ya đúng không nhỉ? Vẫn phải cần điều kiện đấy. Điều kiện là gì? Là tập xác định đúng không? Là cái biểu thức này là từ D là bằng 0 đến dư vô cùng. Được chưa? 0 đến dư vô cùng đúng không nhỉ? Đấy là mình áp dụng VS thì hơi vội đúng không? Mình áp dụng VS thì sai nhỉ? Bài này không áp dụng được VS được. Vẫn phải giải ra đúng không? Bởi máy tính nhá. Áp dụng theo VS thì không được. Nếu bài này bình thường áp dụng VS thì nhanh hơn. Nó là 2 và -3 đúng không? 2 và -3. 2 và -3. Được chưa? 2 và -3. 2 và -3 nhá. X bằng 2 và x bằng -3. Ừ thì loại. Nếu mà cái bài này theo VS thì ấy hơn nhỉ. Nhưng mà lại có cần điều kiện nữa. Vậy nó chỉ có mỗi nghiệm là bằng 2 thôi. Nghiệm bằng 2 thôi. Nhanh đi thi à? Ok thì thôi. Và cái này sai nhá, không phải đúng không? Nó phải cần điều kiện nữa. Cần điều kiện nữa. Nhá. Điều kiện là x lớn 0 nữa. Câu D nào. Cho biểu thức P thì bằng là F phẩy cộng với F phẩy của 1 cộng với F phẩy của 2 cộng với F phẩy của 3 cộng với F phẩy của 2023. Tính giá trị biểu thức này thì bằng là 2024 trên cho 2025 đúng không? Câu này đúng hay sai? Câu này bấm máy tính cho nhanh nhá. Câu cuối ngon à? Ừ. Câu cuối bấm máy tính thì ngon. Được chưa? Các bạn nhập vào nhá. Nhập vào đúng không? Đạo hàm đúng không nhỉ? Đấy, đạo hàm ra bao nhiêu đây? Là 1 trên x trừ cho 1 trên x cộng 1. Thì các bạn nhấn cho anh tổng nhá. Bởi vì đây là biểu thức tổng đúng không? Tổng sigma, được chưa? Nó sẽ chạy từ 1 cho đến 2025. Được chưa? Chạy từ 1 đến 2025 nhá. Bấm còn lâu hơn à? Bấm nhanh hơn mà sẽ lâu hơn. Được chưa? Đấy là 1 trên x này. Lâu hơn ở chỗ nào? Trên 1 trên này. Được chưa? Đấy, bấm tổng sigma thôi. Xong chưa?
1 trừ 1 trên 25 á? Sao lại là 0,25? Thế đấy để ở 2024 chứ nhỉ? 2024 chứ. Thì nó vẫn lâu đúng không? Lâu đúng không? Lâu đúng không nhỉ? Lâu đúng không? Đấy, lâu nhá. Bấm đấy là một số bạn không biết bấm đúng không? Một số bạn không biết bấm thì sẽ bảo bấm lâu lâu hơn đúng không? Đấy. Được chưa? Nhầm luôn à. Đây nhá, một số bạn đúng không? Thấy bấm bảo lâu đúng không? Đấy, nhưng mà đấy là những bạn không biết bấm nhá. Thì sẽ bảo lâu đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình sẽ thấy là cái số này rất là to đúng không? Đấy, mình sẽ tư duy một chút nhá. Được chưa? Thì 2024 ấy thì anh đưa về là bao nhiêu? Anh đưa về là 24 thôi nhá. Được chưa? Một phát một bằng này. 24/25 đúng không? 24/25. Thì 24/25 thì nó sẽ tương ứng với 2024/25. 2025. Cái này khẳng định là đúng nhá. Được chưa? Bấm rất là nhanh đúng không nhỉ? Đấy, đấy là một số bạn không biết bấm thôi nhá. Khóa ca số vẫn nhận là đúng rồi. Ok chưa? Còn bây giờ làm bản chất này, được chưa? Làm bản chất nhá. Câu này bản chất thì sẽ như nào, đúng không? Đấy, bản chất nhá. Bấm máy thì đúng là cũng nhanh đúng không? Bây giờ bản chất thì như nào? Thế bây giờ các bạn sẽ để ý nhá. Bây giờ theo bây giờ anh tính F1 thì các bạn sẽ thấy x ở 1 vào đúng không? Đấy, bản chất nó lâu mà. Là trừ 1 này trên 1/2. Đúng không? Tiếp theo là F của 2. F phẩy của 2 nhá. Đây là F phẩy đúng không? F phẩy của 2 thì bằng gì? Thì bằng là 1/2. Đúng nhỉ? Trừ bao nhiêu đây? Nào, trừ bao nhiêu đây? Trừ cho 1/3. Đấy, F phẩy của 3 thì bằng 1/3. Trừ 1/4. Đấy chưa? Cho đến F phẩy của 2023 thì bằng là 1/2023. Trừ cho 1/2024. Tương tự như vậy, F phẩy của 2024 nhá, F phẩy 24 thì bằng là 1/24 trừ 1/2025. Đấy, bạn nhìn này, các bạn để ý này, quy luật nhá. Tìm quãng đường vận tốc nhỏ nhất và lớn nhất là anh dạy rồi. Được chưa? Đấy, quy luật như sau, các bạn cộng đúng không? Tổng lại, tổng nhá. Tổng đúng không? Thì nó triệt tiêu này, nhìn này, triệt tiêu nhá. Đây. Triệt tiêu này, trừ là mới trừ cộng là triệt tiêu này. Đấy, trừ mới cộng triệt tiêu này. Được chưa? Triệt tiêu này. Và trừ 2024 cộng với 2024 bằng 0 này. Đấy, được chưa? Vậy nó còn lại gì? Nó còn lại là 1 trừ với 1 trên cho 2025. Vậy 1 trừ 1 trên 2025 thì bằng 2024 trên 2025. 2024 trên 2025 nhá. Được chưa? Cái đúng không? Đúng. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Anh chưa hết đề không á? Chưa hết đề, các bạn còn đi thi mà. Được chưa? Xong anh còn đi học nữa. Được chưa? K7 à? Đúng rồi, K7. Sao không biết cây này sớm hơn à? Ơ, vẫn muộn à? Anh còn đi học à? Anh còn đi học mà. Anh bao nhiêu tuổi á? Anh 2K7. Thôi, chữa câu tiến nữa nhé. Khóa K6 vẫn nhận từ học viên à? Đúng rồi. Bạn nào K6 muốn đăng ký qua KSO thì IB cho anh nhá. Đây, thêm câu tiếp tuyến nữa đi. Câu tiếp tuyến đi, cho nhanh nhá. Chữa nhanh nhá. Chữa đại là nhanh, chữa hình nó lâu ấy. Anh lừa rồi á, thật mà. Các bạn nào cần file đề thì các bạn lên đấy nhá, lên gửi cho các bạn này xem đây. Được chưa? Để cho bạn xem nhá. Tối nay lốt à? Ừ, khả năng là tối sẽ nay lốt. Hoặc là anh sẽ chữa thêm một đề nữa đây. Bạn nào cần file đề thì các bạn lên đây lấy nhá. Được chưa? Các bạn qua đây lấy giúp anh nhá. Đây, anh đăng đây. Đâu nhỉ? Đây chứ. Đây đúng không? Cái đề đúng đang Hà Nội đây. Đây nhá, anh thông báo cả lịch học trên đây nhá. Nào, câu số 4 à. Chữa nhanh nhá, câu 4 à. Cho các bạn đi học. Câu 4 nhá. Hình này anh sẽ tối có gì chữa lốt.
Tối 8 giờ em về, 8 giờ mới về thì không kịp đâu nhá. Nào, cho hàm số này đúng không? Tính đạo hàm hàm số này. Vậy công thức tính đạo hàm đúng không? Nào, công thức đạo hàm. Cái này đúng hay sai nhỉ? X ngụ 3 lấy đạo hàm thì bằng 3x bình. Được rồi, cái này đúng hay sai? Sai đúng không? Y phải là gì? Nó phải là 3x bình trừ cho 6x và trừ cho 9. Đúng nhỉ? Vậy này sai. Được chưa? Sai. Câu B, tập nghiệm của bước chương trình y phải bé n0 là bằng trừ 1 đến B, trừ 1 đến 3. Cái đúng hay sai? Vậy anh có này là 3x bình trừ 6x trừ 9 bé hơn 0. Các bạn sẽ bấm máy tính cho anh nhé. Bấm máy tính ra. Được chưa? Thì nó có đúng bảng nghiệm bằng mấy này? X sẽ bé hơn 3 và lớn hơn trừ 1. Đúng, đúng không? Tập nghiệm này sẽ đúng nhá. Được chưa? Đúng. Các bạn bấm máy tính nhá. Cái chỗ này bấm máy tính được. Câu C nào? Hệ số góc tiếp tuyến tại giao điểm với trục Y thì bằng âm 9. Hệ số góc đúng không? Hệ số góc nhá. Được chưa? Đấy, hệ số góc nhá. Được chưa? Hệ số góc là bao nhiêu đây? Trục OI. OI là gì? Tức là X bằng 0. Đấy nhỉ? Thì các bạn gì đấy? Các bạn nó chính là F phẩy của 0 thôi nhá. Được chưa? F phẩy của 0 là bấm à? Bấm máy tính nhá. Máy em không bấm được thì sao á? Thì đấy là em phải mua máy mới nhá. X ngụ 3 này trừ 3X bình trừ 9X cộng 10. Các bạn cho X bằng 0 thôi. Nó bằng âm 9 đúng không? Âm 9. Cái này đúng đúng không? Đúng. Tiếp theo câu số câu D nhá, câu D. Tiếp tuyến có hệ số nhỏ nhất của phương trình là bao nhiêu? Vậy tiếp tuyến có hệ số nhỏ nhất là gì? Được chưa? Thì các bạn gì? Các bạn sẽ đi tìm gì đây? Hệ số góc nhỏ nhất tức là y phẩy phẩy min. Nhớ chưa? Hệ số góc là k đúng không? Chính là k đây. Được chưa? Hệ số góc k min. Được chưa? Vậy các bạn sẽ tìm y phẩy min thì các bạn bấm máy tính thôi nhá. Đề này nói chung là bấm khá là nhiều ấy. Menu này, 9 này. Các bạn chọn phương trình là 2. Chọn 2, nhập vào thôi. 3, âm 6 và âm 9. Được chưa? Nào, min tại đâu đây? Min tại 1, đúng không? Min tại 1 nhá. Nhìn chưa? Giá trị nhỏ nhất chính là min tại 1. Vậy thì anh có ngay là hệ số góc tức là x0 bằng 1. X0 bằng 1 đúng không? Thì các bạn viết phương trình tiếp tuyến thôi, được chưa? Nào, viết phương trình tiếp tuyến nhá. Gọi là gì? Đó chính là y thì bằng là f phẩy của 1. Được chưa? Nhân với gì? Nhân với x trừ 1 và cộng cho f của 1. Được chưa? Vậy bấm máy tính thôi, f phẩy của 1 nhá. Nào. Các bạn nhập hàm vào thôi nhá. Là x của 3 này trừ 3x bình trừ 9x cộng cho 10. Tại x bằng 1 đúng không? Bằng phát nhá. Trừ 12. Đấy, trừ 12 này nhân với x trừ 1 này. Nào, cộng với f của 1 thì bạn nhập hàm vào. Là x của 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng với 10. Sau đó bạn can 1 nhá. Nó bằng âm 1. Chưa? Vậy đó chính là bằng là trừ 12x cộng 12 và trừ cho 1. Vậy chính là bằng trừ 12x cộng với 11. Trừ 2x cộng 11 đúng không? Cái lỗi sai. Sai nhá. Nhìn chưa? Sai. Sai nhá. Xong rồi nhá. Nào, các bạn có thắc mắc gì nữa không? Các bạn có thắc mắc gì nữa không? Chúc các bạn đi thi nhá. Các bạn nào mà chiều thi thi thì chúc các bạn thi thi tốt nhá. Nhớ chưa? F,1 là lấy phương trình đạo hàm chứ. F,1 là lấy phương trình đạo hàm mà, đúng không? Phương trình đạo hàm còn gì nữa? Đúng còn gì nữa? F,1 lấy phương trình đạo hàm đi. Nhớ chưa? Đây, F,1 lấy phương trình đạo hàm đây. Lấy phương trình đạo hàm nhá. X của 3 này trừ 3x bình trừ 9x cộng 10. Tại 1 đúng không? Anh bấm nhầm á, bấm nhầm đâu? Bấm nhầm ở đâu ra? Đúng bằng trừ 12 còn gì nữa? Đấy chưa? Bấm nhầm ở đâu ra? Các bạn có hiểu cái D trên DX là cái gì không? Các bạn có hiểu D trên DX là cái gì không? D trên DX ấy, nó chính là đạo hàm đúng không? Thế tức là cái phương trình này lấy đạo hàm thì không đúng à? Đúng không? Nó chính là cái phương trình lấy đạo hàm còn gì nữa? Đấy còn bạn ấy bảo ơn bấm sai. Giảng lại câu D á, câu D phương trình tuyến nhá. Em xem lại cho anh nhá. Tối mười tài. Để xem nhá, chắc là 7 giờ hoặc là 7 giờ. Hoặc là 5 rưỡi, 6 giờ. Chào các bạn nhá. Chúc các bạn thi tốt nhá, được chưa?
Bạn nào thi được điểm cao thì các bạn về feedback lại cho anh nhá. Còn đâu các bạn xem lại trên ITB cho anh.